Hiện cả nước có gần 300 trường đại học. Việc công khai chất lượng đào tạo không chỉ giúp cho xã hội chủ động kiểm soát mà còn hướng tới sự công bằng trong tuyển sinh giữa trường công và trường tư. Bởi những trường công lập đào tạo không hiệu quả sẽ bị san chỉ tiêu sang các trường tư hoạt động hiệu quả hơn, có số lượng sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm cao hơn. Các trường đại học đánh giá như thế nào về quy định này của Bộ Giáo dục Đào tạo và họ có đề xuất gì để việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học thực sự bứt phá? Ghi nhận của phóng viên thời sự. Còn với những trường đại học ngoài công lập, nếu thực sự đào tạo hướng đến chất lượng và đầu ra cuối cùng của sinh viên thì họ lại càng quan tâm đến việc thống kê thông tin. Đại học Đại Nam là một trong những trường ngoài công lập đầu tiên hoàn thành việc đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục. Từ năm 2012 thì trường Đại học Đại Nam đã chuẩn bị báo cáo tự đánh giá và bây giờ đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá. Kết quả khảo sát cho thấy rằng là 83% là sinh viên Đại học Đại Nam đã có việc làm đúng chuyên ngành. Đặc biệt là những sinh viên khoa quản trị kinh doanh, khoa quan hệ công chúng là tỷ lệ việc làm của sinh viên là 100%. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Đại Nam, thì để nâng cao chất lượng giáo dục, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc thống kê thông tin. Đó mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng là phải làm sao thay đổi cái gốc của vấn đề chất lượng bằng tài chính, huy động được sức dân cùng vào cuộc đầu tư cho con em, nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Bởi ở nước ta, mỗi sinh viên chỉ mất khoảng $500 mỗi năm để học đại học, trong khi ở các nước trong khu vực là 4 đến 10.000 đô la, còn Anh và Mỹ là 50 đến 70.000 đô la. Sự chênh lệch về kinh phí đầu tư cho học đại học là rào cản khiến giáo dục Việt Nam khó hội nhập với thế giới và nguồn nhân lực cung cấp ra không đáp ứng được yêu cầu của xã hội phát triển hiện nay. Và cũng theo ông, để tạo được động lực đổi mới giáo dục đại học bứt phá, cách hiệu quả nhất là chỉ nên duy trì một số trường đại học công, tinh hoa để nhà nước tập trung hỗ trợ, số còn lại nên để các trường tự đứng bằng đôi chân mình. Nếu hiệu trưởng nào cũng phải thao thức, mất ngủ vì lo sinh viên trường mình tốt nghiệp xong thế nào, có đáp ứng được nhu cầu xã hội không, từ đó có biện pháp đào tạo phù hợp hơn, sát thực tế hơn, tình hình thất nghiệp sẽ cải thiện hơn nhiều. Chúng ta không có được những cái giải pháp căn bản đột phá cho giáo dục đại học. Mà cái mấu chốt như tôi nói, phải tạo ra cạnh tranh đi, công bằng đi, thì sẽ có thầy giỏi, thì sẽ có được cái chương trình đào tạo tốt, vân vân. Bởi vì người ta là vấn đề sống còn. Còn nếu không bây giờ tất cả chúng ta đều đang dàn hàng ngang. Và nhà nước vẫn đang có xu hướng, tức là quản lý giáo dục, chứ không phải là kiến tạo để cho giáo dục phát triển.